Xin kính chào quý vị và các bạn. Như thường lệ, anh Đức được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Phương tiện cuối tuần chiều Chủ nhật hàng tuần. Với mỗi chương trình, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng hổi nhất từ thị trường ô tô xe máy trong nước và thế giới để chuyển tới quý vị. Trong mục điểm tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với sự kiện giới thiệu mẫu xe đầu tiên của thương hiệu Peugeot tại Việt Nam thông qua nhà lắp ráp chính thức Thaco Trường Hải. Tiếp đó, chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn điểm lại các mẫu xe máy đã làm nóng thị trường trong năm 2013 vừa qua. Xin mời quý vị và các bạn đón xem chương trình. Ngày 19 tháng 12 vừa qua tại thành phố Hà Nội, công ty cổ phần ô tô Trường Hải tổ chức lễ giới thiệu thương hiệu xe Peugeot và mẫu xe Peugeot 408. Sự kiện này chính thức đánh dấu sự trở lại của thương hiệu xe Peugeot sau nhiều năm vắng bóng tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt trong sự kiện lần này, Thaco còn giới thiệu đại sứ thương hiệu của xe Peugeot và dòng xe 408, gương mặt khả ái, quý phái và thanh lịch, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo. 408 là mẫu xe đầu tiên của Peugeot mà Thaco chính thức sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Là một chiếc xe thuộc phân khúc sedan cỡ trung Peugeot 408 với kích thước là 4.668 x 1.815 x 1.525 mm, chiều dài cơ sở 2.710 mm. Không gian nội thất rộng rãi và được trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ và tiện nghi như ghế da, điều hòa tự động hai vùng độc lập, vô lăng điều chỉnh 4 hướng, hệ thống giải trí hiện đại với CD 6 loa kết hợp Bluetooth, cổng cắm USB. Peugeot 408 được trang bị động cơ 2.0 lít máy xăng, sử dụng hộp số tự động 6 cấp, công suất cực đại 139 mã lực ở vòng tua 6.000 vòng một phút. Peugeot 408 được phân phối với giá 1 tỷ 049 triệu đồng và sẽ được giảm 50 triệu cho 50 khách hàng đầu tiên đăng ký mua xe. Năm 2013 là năm đánh dấu sự cải tiến các mẫu xe máy của các hãng xe trong nước để khai thác thị trường. Đầu tiên phải kể đến ông lớn Honda khi giới thiệu đến thị trường mẫu xe Honda Lead mới với thay đổi hoàn toàn về dáng vẻ. Tiếp đó là chiến lược bình dân hóa SH vào tháng 5 với SH1 nhằm đối đầu trực tiếp với Peugeot Liberty, thể hiện rõ tham vọng của Honda trong việc cạnh tranh. Yamaha chiếm giữ tới 25% thị trường xe máy. Vào đầu tháng 4, Yamaha đồng thời ra mắt phiên bản FE của hai mẫu xe phổ thông Sirius và Luvias. Với công nghệ mới, Yamaha kỳ vọng hai mẫu xe bình dân sẽ đe dọa tới thị phần các đối thủ. Tiếp đó là việc cải tiến 5 mẫu xe mới với sự thay đổi về thiết kế và công nghệ, trong đó có cả mẫu Nuvo từng làm mưa làm gió trên thị trường. Peugeot thực sự gây chú ý nhất trong năm khi chính thức thay thế mẫu xe thành công LX bằng một mẫu xe mới với tên gọi Primavera. Mẫu xe với tên gọi mùa xuân này mang nhiều kỳ vọng của Peugeot với thị trường đang dần bão hòa tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Peugeot là hãng xe đến từ nước Ý với phong cách thiết kế đẳng cấp khác biệt đã được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích. Từ khi những chiếc Peugeot được nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường, mẫu xe này đã trở thành đẳng cấp dành cho những người chơi xe sang điệu. Không ít những câu lạc bộ Vespa được thành lập để ghi dấu cho sự xuất hiện của mẫu xe này. Và mới đây, hẳn quý vị và các bạn cũng biết, Peugeot Việt Nam vừa có một chiến dịch truyền thông rầm rộ, theo đó là sự thay đổi hoàn toàn của mẫu xe lừng lẫy một thời Peugeot LX bằng mẫu xe Primavera. Liệu mẫu xe này có giành được thành công như LX đã gây dựng được? Chúng ta sẽ cùng tìm kiếm câu trả lời trong chuyên mục Phương tiện và cuộc sống ngay sau đây. Năm 2013 là một năm đánh dấu nhiều sự thay đổi lớn với các hãng xe đến từ nước Ý Peugeot. Đầu tiên phải kể đến sự kiện ra mắt động cơ mới 3 van với hệ thống phun xăng điện tử trang bị trên cả Liberty, phiên bản 125 và 150 phân khối. Sau đó là sự xuất hiện của mẫu xe 946 cùng với chiến dịch truyền thông rầm rộ cho mẫu xe này. Tất cả những sự kiện đó dường như là sự dọn đường để chào đón mẫu xe chủ lực với thiết kế đậm chất Ý mang tên Primavera để thay thế cho mẫu xe giành nhiều thành công trên thị trường Vespa LX. Với ý nghĩa tên gọi mùa xuân, Peugeot thực sự kỳ vọng Primavera sẽ mang đến mùa xuân cho hãng xe này tại thị trường châu Á. Lấy cảm hứng từ thiết kế mẫu scooter huyền thoại 946, các nhà thiết kế người Ý ưu ái tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Với dáng con ong chủ đạo xuyên suốt gần 70 năm lịch sử của dòng xe Vespa, Primavera hiện thân như một chiếc xe của thời trang và phong cách. Vespa Primavera có kích thước tổng thể 852mm dài, 680mm rộng và 1334mm chiều dài cơ sở. Chiều cao của yên là 780mm. Như vậy, so với Vespa LX 125, Primavera dài hơn, rộng hơn và yên xe thấp hơn, phù hợp với vóc dáng của người châu Á. Những đường nét tinh tế ở phần đầu xe đã được cách điệu để mang lại tính thực tế cao hơn cho Primavera, nhưng vẫn đảm bảo được sự tinh tế, thời trang.
Hai đèn xi nhan nhỏ nằm trên yếm xe được tích hợp đèn định vị sử dụng công nghệ LED, làm tăng thêm tính hiện đại cho Primavera. Trong khi đó, đèn pha vẫn được thiết kế với kiểu dáng tròn trịa quen thuộc. Đường viền chạy quanh yếm xe và những chi tiết mạ chrome sáng bóng quanh đèn pha, gương xe mang đến cảm giác sang trọng. Phần đuôi của Vespa Primavera được thiết kế thon gọn, bớt mập hơn so với LX, nhưng vẫn duy trì được những đường cong mềm mại, lấy cảm hứng từ hình ảnh con ong vò vẽ như thường thấy. Với việc sử dụng động cơ 3V và dung tích khoang chứa đồ dưới yên tăng lên mức 16.6 lít, tăng hơn so với mẫu LX cũ là 2,3 lít, giúp mẫu xe này ăn điểm về những tiện ích đi kèm. Cùng mẫu xe này rong ruổi trên đường, chúng tôi cảm nhận sự khác biệt ngay khi ngồi lên mẫu xe này so với mẫu LX trước đó. Mặc dù có thể chủ động hạ thấp độ cao của yên xe để phù hợp, nhưng mẫu LX vẫn khiến những vóc dáng nhỏ bé gặp khó khăn và cảm giác chống chánh do sức nặng và độ bè của yên xe. Khắc phục những điểm này, Primavera dành cho thị trường châu Á thiết kế nhỏ gọn hơn, thuôn hơn và yên xe thoai thoải. Nhưng dường như những nét này lại kéo mẫu xe này thích hợp với nữ giới hơn. Primavera cũng giúp Piaggio cải thiện nhược điểm trên mẫu xe Vespa LX, cũng như các dòng Vespa hiện tại là hiện tượng rung dần tay lái khi tăng tốc đã bị triệt tiêu trên Primavera. Cơ cấu cánh tay đòn liên kết với thân xe mới giảm độ rung tới 40%. Xe được trang bị động cơ 4 thì 3 van i.e, 2 van hút và 1 van xả, xi lanh đơn kết hợp với hệ thống phun xăng điện tử tương tự như trên Vespa LX thế hệ cuối cùng. Động cơ cho công suất cực đại 9,65 mã lực và mô men xoắn tối đa 9,5 Nm. Sử dụng công nghệ làm mát bằng gió cưỡng bức, tuy nhiên ở Primavera công nghệ treo động cơ được thay đổi bằng ma sát trơn. Chuyển động xoay trên bi nhằm giảm chấn, triệt tiêu độ rung tốt hơn việc cố định cao su giảm chấn như trước. Tại phần ly hợp khô, bi côn mới được giảm trọng lượng khoảng 30%, giúp cho việc tạo lực kéo ban đầu khi di chuyển vận tốc thấp nhẹ hơn rất nhiều. Vespa Primavera với mức giá 68,8 triệu đồng và được áp dụng chính sách bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km. Với những lợi thế về kiểu dáng, tính năng và khắc phục những hạn chế cố hữu trên các mẫu xe cũ, đây chắc hẳn sẽ là một con át chủ lực của Piaggio trên con đường khác biệt hóa và làm khó cho các đối thủ trong cuộc phân khúc. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi chuyên mục camera phương tiện, chúng tôi luôn muốn đưa đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích cũng như cẩm nang sử dụng phương tiện. Trong chương trình tuần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cách khắc phục mờ kính lái khi trời mưa. Xin mời quý vị và các bạn đón xem chương trình. Khi trời mưa, độ ẩm không khí đặc biệt lớn, hàm lượng hơi nước cũng nhiều nên hiện tượng kính ô tô bị mờ là hiện tượng rất phổ biến, đòi hỏi người lái phải có những biện pháp khoa học để đảm bảo sự vận hành của phương tiện. Ngày hôm nay, phương tiện cuối tuần sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số cách khắc phục mờ kính lái để đảm bảo an toàn di chuyển khi trời mưa. Cách thứ nhất là hạ kính lái. Trong trường hợp nếu như điều hòa hỏng hoặc có vẻ chắn mưa và trời mưa không quá lớn thì bạn có thể sử dụng cách này. Bạn có thể hạ kính lái xuống khoảng từ 5 đến 10 cm như thế này, đồng thời bật quạt gió để không khí có thể lưu thông giữa bên trong và ngoài xe. Cách thứ hai là bật điều hòa lạnh. Cách này cũng khá hiệu quả, bật điều hòa lạnh sẽ hút hơi ẩm và kính lái sẽ mờ đi sau một vài phút. Bạn cũng có thể bật quạt gió để lấy gió ngoài, luồng không khí từ bên ngoài sẽ giúp cho kính lái mờ đi đáng kể. Đặc biệt, các biện pháp trên sẽ hiệu quả hơn nếu cần gạt nước được hoạt động liên tục. Bởi vậy, lái xe cần phải thường xuyên quan tâm đến cần gạt nước. Bạn cũng cần kiểm tra cần gạt nước thường xuyên và thay thế khi cần thiết để đảm bảo tầm nhìn khi gặp trời mưa. Khi gặp trời mưa to, bạn cần gạt nước mưa phía trước ở tốc độ nhanh nhất. Nếu cần gạt nước mưa bị hỏng thì bạn nên dừng lại chờ mưa tạnh hẳn rồi tiếp tục đi tiếp. Với những tư vấn hữu ích về cách khắc phục hiện tượng mờ kính lái khi trời mưa, phương tiện cuối tuần hy vọng quý vị sẽ vững vàng tay lái trên mọi nẻo đường. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là thời lượng của chương trình đã hết. Chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn đã có được những thông tin bổ ích từ chương trình. Rất cảm ơn sự quan tâm đón xem của quý vị và các bạn. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông BTS thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.